Ngày 3 tháng 9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Trần Thị Dung đã chuyển đơn tố cáo Công an quận Bắc Từ Liêm tạo hiện trường bắt cóc con tin giả để lấy lý do phá cổng của công ty TDS tại lô đất TH1, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm đến ông Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Nội dung đơn tố cáo Công an quận Bắc Từ Liêm tạo hiện trường bắt cóc con tin giả để lấy lý do phá cổng của công ty, bắt 4 người trái phép, khởi tố người vô tội để hợp thức hóa sai phạm. Đặc biệt là ngày 2 tháng 8 năm 2019, Lê Văn Vàng đã làm đơn trình báo Công an phường Cổ Nhuế 1 về việc một số nhân viên trường Pascal bị bắt giữ tại lô đất TH1 là vu khống, bịa đặt, cần làm rõ, nghiêm trị trước pháp luật. Liên quan đến vụ việc trên, nhiều cơ quan thông tấn báo chí đã phản ánh. Nhiều đơn thư của các cơ quan chức năng cấp cao được chuyển tới những nơi cần thiết, nhưng cho tới nay, vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ. Trước đó, vào ngày 4 tháng 8 năm 2019, bà Trần Kim Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục TDS Việt Nam, địa chỉ tại 287 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến nhiều cơ quan cấp cao. Nội dung đơn, bà Trần Kim Phương tố cáo việc Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã thực hiện các hành vi trái pháp luật, trấn áp, tự ý phá khóa, bắt giữ người, gây thiệt hại về danh dự, tài sản của công dân và đề nghị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những tổ chức, cá nhân vi phạm. Về vụ việc này, trong một thời gian ngắn, hàng loạt cơ quan cấp cao đã có văn bản đề nghị xem xét, giải quyết. Trong một diễn biến khác, do không đồng ý với những thông báo ban đầu của các cơ quan tố tụng quận Bắc Từ Liêm, bà Trần Kim Phương đã gửi đơn tố cáo khẩn thiết tới Bộ Công an, Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội, tố cáo hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn của các cơ quan tố tụng quận Bắc Từ Liêm. Đặc biệt, trong hồ sơ gửi cơ quan chức năng, bà Trần Kim Phương đã cung cấp 3 vi bằng và nhiều bằng chứng khác là hình ảnh, video clip cho rằng phía công an đã lạm quyền, phá cổng, bắt giữ người và tiến hành một số hoạt động không mang tính chất công vụ. Đáng chú ý, trong nhiều tài liệu và hình ảnh video được bà Phương cung cấp, tại thời điểm sáng ngày 2 tháng 8 mà phía công an quận gọi là bị bắt giữ, đang trong phòng làm việc tại lô đất TH1 và đi lại nói chuyện rôm rả tự do trong phòng thuộc lô đất TH1. Bà Phương cũng cung cấp nhiều văn bản, trình báo việc trước thời điểm vụ giải cứu con tin diễn ra, bà đã gửi cơ quan chính quyền thông báo việc nhiều nhân viên của bà Dung sinh hoạt bất hợp pháp trên phần diện tích đất của bà đang sử dụng. Thậm chí, đề nghị chính quyền trục xuất những người đó ra khỏi khu vực đất mà bà Phương đang sử dụng và hoàn thiện công trình. Bà Phương cũng đã kiến nghị Công an thành phố Hà Nội rút hồ sơ sự việc từ Công an quận Bắc Từ Liêm về Công an thành phố để điều tra những tố giác của bà. Được biết trước đó, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng đã trực tiếp tiếp nhận đơn của bà Phương phản ánh và hứa sẽ có trả lời rõ ràng về sự việc.